Hello, xin chào toàn thể bà con. Rất lâu rồi thì anh em tôi mới quay trở lại với chủ đề là nấu nướng ở đồng quê. Hôm nay anh em tôi có một sự kiện rất là quan trọng là ăn mừng sự kiện đạt 1.000 sub. Đối với những YouTuber khác thì nó là con số nhỏ, nhưng mà đối với anh em mình thì nó là một dấu mốc rất là quan trọng. Thì hôm nay anh em mình có mặt ở đây để tổ chức ăn mừng sự kiện đó. Toàn bộ chỗ này là đồng quê, và đây con sông này là anh em mình sẽ câu cá ở đây. Rồi, người ta ngồi về phía phần to là đây, bây giờ các bạn sẽ đi theo mình đến chỗ ông anh mình. Và đây là khu sông anh, khu không này ông anh mình khai thác để bắt cá tự nhiên, chứ không phải là cá thả nhá. Đây là anh em mình hôm nay câu là cá tự nhiên luôn, không phải cá thả. Được cá thì ăn, mà không được câu được thì thôi. Các bạn nhìn đấy, xuống đất nhá. Bắt được một ổ. Bây giờ mình sẽ thử làm một chuyến đi thuyền và mình đi cho các bạn xem cảnh sông nước dưới thuyền nhé. Cho anh bao thuốc à? Nào, thuyền đi nuôi đi. Có cá rồi. Mình sẽ chính thức lên thuyền review cảnh sông nước nhé. Đang định lên thuyền thì nghe tin phao cá đang nháy. Nháy chưa? Ngon, hay quá nhỉ. Như cá này cá gì? Dâu phi sâu. Wow. Dâu phi tự nhiên luôn các bạn ạ. Rồi, anh gỡ. Cái như mình ấy. Chú trèo phải không được dung. Được. Thế thì em phải đi nhẹ nhàng anh. Chú đưa neo. Cái neo đâu? Dây. Có ai cầm hộ dây đi. Ở đầu kia. Rồi. Đây rồi, anh nói chung là anh lên thuyền quen rồi. Ngồi ra giữa. Hôm nay đi, đồ này đi thuyền anh nhá. Anh em mình sao vào.
chính thức ra khơi nhá. Nong đây, nong đây. Trông nữa, trông nữa. Tại vì ở mai kia có con kìa. Ôi, ông kêu chồng. Ông đấy đò chào khán giả phát. Ôi, xin chào anh em nhá. Mắc lại mồi luôn nhá. Rồi, bên đây câu rồi. Đấy lên. Tình anh review cái phao chú hơi nâu ấy, chú không để nó cắn nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Thuận Đoan hay Thuận Đông? Dạ. Thuận Đông hay Thuận Đoan? Đâu nhanh? Đâu nhanh? Ô. Ô ô ô cá. Con này đỏ đỏ. Lách mồm. Rồi rồi rồi. Cá này là cá. Đẹp, cái này cá cảnh. Và bây giờ cũng là đã là chiều chiều tà mà. Anh em vẫn chưa được bữa. Thôi tôi cần về. Ô lặng 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 lặng. Ô mà nó cắn đấy giờ không biết à? Tôi cần lại to. Ôi cái anh ta đây. Căng tay. Cả luôn. Ô kìa. Con mồi. Ui nó rút hết sạch đi. Thật tuyệt à. Ui nó rút hẳn xuống ấy mày. Con cá khôn ấy. Ơ ơ. Ơi là gì. Em thất vọng anh quá. Quá chán luôn các bạn ạ. Đến giờ này 6 giờ tối rồi mà không được cái con cá nào để ăn liên hoan các bạn ạ. Có khả năng là anh em mình phải chuyển đến cái hạch B để ăn mừng cái sự kiện này. Anh em mình đi ăn vịt. Để các bạn đi ăn vịt với anh em mình nhé. Đây có một quán rất ngon. Các bạn nào ngay gần đây thì ở quanh khu vực Hải Phòng này có thể tìm đến cái quán này. Thì cái quán vịt này cũng khai trương ngày 16 âm lịch vừa rồi. Thì cũng là đoàn Lân Rồng anh em mình khai trương ở đấy. Thì bây giờ anh em hãy ra đấy ăn. Thì anh em mình cùng đi ăn vịt nhé. Thu đồ đấy anh em ơi. Cả đúc ga đi kìa. Xách cả bát đi. Kế hoạch là có được một mẻ cá lớn mà không thành. Buồn quá anh em ạ. Anh là biết một mẻ cá bé. Anh em mình đã đến quán vịt rồi. Bây giờ mời các bạn cùng gặp tiệc anh em mình. Cái sự kiện đặt một cái sắp này. Anh em mình lộ cái như thế nhỉ. 2, 3, go! 2, 3, go!